tuyển nhân viên làm Thật thêm bảy ngàn qua một tình. giờ cái gì mà hãy yêu, yêu tính thương tính, nhau yêu chúng ta có phải tôn giáo gì đâu mà yêu thương tính, nhau không. hả ôi oh, ừ. trời ơi anh tự dụng chút đi tôi bị nhầm rồi đi nè không tập trung được gì hết ôi à. oh, lạnh quá <laughs> lạnh quá lạnh quá lạnh quá lạnh quá cô ơi con đói xỉu rồi đó nè cô cho con ăn cơm nhanh lên đi ủa gì vậy lại tuyển nhân viên mới nữa hả chứ biết làm sao được không giao được hàng doanh thu giảm sút thì ra lạng vậy cũng đúng, ban đầu cô đã quyết định bán cơm hợp cùng với canh bò hầm của anh Hy rồi mà. Nhưng tự nhiên anh Hy lại đi lấy chồng mất tiêu. Ồ, mệt mỏi quá. Không tìm được ai giao hàng tốt như anh Hy hết. Cô thì suốt ngày bận lo tiền trả hàng tháng nữa. <laughs> tiền nguyên liệu, tiền thuế. Nên dạo này khi nhận được lương, chú cũng thấy rất là có lỗi nữa. À, thì ra lạng vậy. Trên đời này không có nơi nào thoải mái và dễ sống đâu. Mà nè, có thể... Gọi cho người đó tới đây được không vậy? Một ngày hôm nay thôi cũng được. Ai à, vậy chú? À, à phiếu nô lệ. À được rồi được rồi được rồi. Ý hay đó. Ông <laughs> già. <Ủa? cười> Tôi nghe đây Trong vòng 30 phút nữa anh phải có mặt ở quán cơm nha Hôm nay tôi không có đi được Dạ, không đi được Tôi cũng đang có việc vô cùng quan trọng Đóng cho tôi 10 dấu sao Đợi một chút nha Nhưng mà hôm nay vẫn không đi được Tôi sẽ từ bỏ 10 con dấu đó Dạ Tôi quyết định từ bỏ Tiếc đứt ruột luôn á 10 dấu luôn bộ Nè, Ê, à, chỗ này, chỗ này, đây nữa. Tất cả tôi đã lau dọn sạch sẽ hết luôn rồi. Tôi chỉ lau bụi chứ không hề động tay tới bất kỳ đồ nào ở trên bàn này hết. Còn bởi vì vậy? Có chuyện gì sao? Đạo diễn nè, chị gái của tôi đó, vì mấy tình lá cải đó khiến chị ấy rất là khổ sở. Ôi, thiệt tình. Phim này rất quan trọng với tôi. Chuyện này quỷ hoại cuộc đời của ai chứ? Cấp trên lệnh cho tôi phải đổi diễn viên liền khi xuất hiện mấy tin đồn đó nữa. Không được đâu. Nếu như vậy chắc chị tôi sẽ sốc lắm Trong 7 năm nay chị đều là gia chính Mấy tin đồn đó hoàn toàn là dối trá Tôi biết mọi chuyện, anh cũng thấy đó Ngày nào mà tôi không đưa đón chị ấy Vậy nếu chị ấy có bầu thì làm sao mà tôi không biết được chứ <laughs> Mấy người đó đúng thiệt tình luôn á Không thể như vậy được đâu Bỏ đi Trước tiên cô ấy không được làm ảnh hưởng tới quá trình quay Thì tôi mới có thể giúp được Dạ, anh không cần phải lo chuyện đó Chỉ hôm nay thôi, anh cho chúng tôi chút thời gian chứ hôm nay thôi Từ ngày mai nhất định tôi sẽ đưa chị ấy tới Anh không được thay đổi đâu đó hứa nha <laughs> hình như tôi hơi lố mà đi đi không có gì thay đổi được đâu cha cung à tôi không thể nào chấp nhận việc hai vui là con trai của mình được nó là con trai của người khác mình có thể thay đổi được mà anh sẽ lo cho tôi không cần đâu tôi không hề muốn trở thành mẹ của thằng bé Cha Cung à Anh xin em Tôi ghét anh Thật sự rất ghét Anh không có tài năng Lại là người thiếu quyết đoán Không bao giờ dám cãi lại lời của mẹ anh hết Anh xin lỗi Anh hứa với em Từ giờ sẽ không như vậy nữa Lúc đó tại sao em lại không nói với anh Nếu như đã gặp mẹ thì em nên nói cho anh biết mới phải chứ vì tôi không còn thích anh nữa Không còn yêu để có thể cầu xin mẹ của anh Tôi không còn yêu anh nữa Tôi là Kim Cha Cơn đó Đừng ghép tôi với Hai Dun nữa Thằng bé là con của anh Thì anh tự đi mà chăm sóc nó Cha cùng à, anh xin em rồi. Tôi đã nói là tôi không có sinh ra thằng bé rồi mà Mẹ à, ờ à, à, à. Con Con sao vậy đói rồi, không muốn ăn cơm rồi chuẩn bị cho buổi quay ngày mai. À, à, à được rồi, được rồi. Sao anh lại ở đây mà không về phòng? Anh ơi. <laughs> anh ơi sao <laughs> em đã làm sai chuyện gì hay sao có phải anh đang giận em hay không không phải như vậy đâu vì tin đồn của cha cung nên anh như vậy hả em có nghe mi súc nói rồi chuyện đó quan trọng lắm sao anh <laughs> em đừng có bận tâm anh đừng có như vậy anh có thể chia sẻ với em được không hả chúng ta dù gì cũng là vợ chồng vợ chồng bây giờ em muốn chia sẻ cho anh chuyện gì đây em lo chuyện của mình đi ba ơi con trai của ba ê, ê. ngày hôm nay có vui không dạ vui ừ. à. sẽ nóng nè con à con ăn thêm chút trứng hấp đi Nó mềm lắm nha Sao mẹ lại gọi anh ta tới Hả à, Chuyện đó Tại mẹ lo cho con quá thôi Tại sao mẹ lại phải gọi anh ta tới đây chứ Cha cùng à Theo như mẹ thấy Thì hai đứa không nên chia tay nhau như vậy đâu con Mẹ à Hai đứa còn có hai vun mà Không thể nào chia tay anh ấy kết hôn rồi Thì cũng chỉ đóng mấy cái dấu vào tờ giấy thôi mà Chỉ cần con quyết tâm thôi Thì Súc chim sẽ Tuyệt đối sẽ không có chuyện đó đâu mẹ Cha cung mà Đây không phải là chuyện mà con cứ cố chấp như vậy là được đâu con gái à Nếu như ép con Với Súc Chin và Ha Thêm một lần nào nữa Thì con sẽ chết cho mẹ vừa lòng Chính con cũng không hề ghét bỏ Súc chim mà Rốt cuộc thì sao con lại như vậy Nghĩ tới mẹ của anh ta là con phát điên lên Họ cứ sống với nhau như vậy cũng được mà hai Jun Không phải là con của con Con không biết Mẹ cũng không nên để ý nữa Con chỉ tập trung làm diễn viên mà thôi Con sẽ chỉ sống như vậy Nếu như mẹ còn gọi cho Súp Trinh tới một lần nữa Thì con Cái gì Con lại định chết nữa hả Mẹ biết rồi Không gọi nữa con nhỏ này sao cứ phải nói mấy lời độc miệng vậy Con ăn nói như vậy cho nên mới gặp phải những người tàn nhẫn đó biết chưa Ai, Mẹ biết rồi hiểu rồi mà Con cứ lo làm diễn viên đi Ai, trời, ơi, thịt, tình... Mẹ nói quan ăn xua Đem lịch trình ngày mai tới cho con đi Cái con nhỏ này Nó là con của con Làm sao thay đổi được Cứ hở ra là đòi chết nó giống ai mà cứng đầu vậy không biết nữa Đây, hai vui Ăn cơm thôi Mẹ có nấu canh thịt bò cay đó Con không muốn ăn Xúc Chinh à <laughs> Mẹ mà đi theo con Con sẽ bỏ ra ngoài đó con về rồi đây con mau nói đi rốt cuộc đó có chuyện gì xảy ra vậy mẹ kêu con nói chuyện gì chứ thì tin đồn đó đó không phải anh con gì chuyện đó mà vậy sao <laughs> con chỉ nói có thể thôi chứ có chắc chắn vậy đâu con đang đùa với mẹ đó hả con có muốn bị đuổi ra khỏi nhà khỏi trường đó luôn hay không thôi con xin lỗi mọi chuyện đã ổn thỏa rồi nghe nói ngày mai chị cha cung sẽ đi quay lại thật sao dạ là thật mà mấy tin đồn đó cũng sẽ biến mất thôi Vậy cho nên anh cũng sẽ thấy khá hơn mà Mẹ cứ giờ như không biết gì đi Bây giờ anh ấy đang bực cho nên mới vậy Cái con nhỏ khùng Sao nó không biến mất luôn đi tự nhiên quay về làm gì Mẹ à Chị cha cung bình an Thì con trai của mẹ mới bình an được đó Bây giờ chỉ vì tin đồn đó mà đã như vậy rồi Giả sử như có chuyện gì không hay xảy ra với chị ấy thì sao đi Mẹ sẽ không gặp được anh nữa đâu Cái con nhỏ này toàn ăn nói xui xẻo <laughs> mẹ còn phải tranh cãi với con trai của mình và con nhỏ hư đốn đó cho tới chừng nào nữa đây chứ con đã nói là mẹ từ bỏ đi cho nhanh rồi mà coi chừng hai vun cho tốt đó có như vậy thì con mới có được một nửa tòa nhà có biết chưa ừ con biết rồi mà à, hai vun là chủ của con rồi ha <laughs> sao ngon không con đây là món bà làm cho con đó bà ơi món này ngon lắm à, vậy sao con chỉ biết cho mỗi con trai của mình ăn thôi sao con trai của mẹ cũng đang chết đói kìa kìa dạ chút nữa con sẽ nấu cháo rồi đem qua cho anh ấy ăn sao tại anh nói là không muốn ăn sao mẹ cứ trách chị được mẹ đúng là mẹ chồng khó tính à hai jun à ăn cơm xong đi chuẩn bị cho buổi quay ngày mai nha dạ ừ. cô kim cho cung khá hơn rồi hay sao khá hơn rồi chị ấy mới đi quay lại mà <laughs> hai jun à khi nào gặp mẹ cha cung còn nhớ phải ngoan nghe chưa cô ấy bị bệnh nên nghỉ mấy ngày rồi con biết không ừ con cũng thích mẹ cha cung ừ con thích ở điểm nào chị thích như vậy thôi cô mọi người ai cũng nói con giống mẹ cha cung hết đó và diễn xuất cũng rất là hay nữa <laughs> những lúc như vậy con có nói là mẹ ơi con cảm ơn mẹ không dạ con có nói rồi ừ, con giỏi lắm <laughs> mọi người cũng kỳ thiệt đó sao họ không tự tới đây mà lấy đồ ăn hả không thể giao hàng mà gần bị phá sản chắc tôi phát điên luôn quá trời ơi không thể như vậy được chắc tôi phải tự đi giao hàng thật rồi ủa mọi người còn ở đây hả à, anh có việc ừ. gì vậy ờ à, dạo này việc buôn bán sao rồi à cũng bình thường thôi anh ê việc buôn bán vô cùng thuận lợi hôm nay khách kéo tới quán đông hệt như cơ sống thần vậy đó à vậy thì may quá rồi tôi đang lo không biết phải nói chuyện này như thế nào đây tháng tới chắc tiền thuê nhà sẽ tăng lên một chút quá nghe dạ chúng tôi mở cửa tiệm này còn chưa được bao lâu mà ờ, nhưng mà tăng bao nhiêu vậy thì dạo gần đây vật giá đang ngày một tăng lên mà hơn nữa tình hình kinh tế nhà tôi dạo này cũng không được tốt nên tôi đang nghĩ sẽ tăng lên một hoặc hai lần hai lần sao như vậy không phải là nhiều quá hay sao chứ hơn nữa chuyện buôn bán của cửa tiệm không được tốt lúc nãy anh ấy chỉ nói suông vậy thôi dạ tình 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 hình của cửa tiệm không được khả quan tự nhiên anh lại đòi tăng gấp đôi nữa nè giống dĩ dù có buôn bán tốt thì có ai tự nhận đâu chứ nói tóm lại á hai người cứ biết chạy đi ra tôi xin phép đi về nè nè anh ơi anh giám đốc giám đốc à anh về cẩn thận Tại sao anh lại nói dối chuyện buôn bán của cửa tiệm mình vậy hả? À, cũng tại à, tôi chỉ muốn chủ quán được mở mày nữa mà thôi mà. À, chắc tôi không có cái miệng mình lại luôn. <laughs> Tiền thuê tháng này tôi còn chưa trả được bao nhiêu nữa mà. À, Để tôi chạy theo gặp ông ấy, thôi nói chuyện lại coi sao. Nè 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 nè, đi đâu vậy? Nè nè nè. Thiệt tình. Anh cứ tới đây hoài em sẽ bị đuổi đó Có nhiều hàng lắm không? Thì cũng vậy thôi Tình hình giảm sút nhiều rồi Dạo này kinh tế cũng không tốt Ở công ty có chuyện gì sao? Cậu thấy lo lắng sao? Em nghe nói hôm qua ba cũng ra ngoài sớm Ông ấy bận tối mắt tối mũi Tham gia họp hành rồi tiệc tung <laughs> Bà của em cũng có tuổi rồi vậy nên số chung mới cào nhau muốn cậu quay về giúp đỡ cho chủ tịch đó em biết em cũng đang cảm thấy rất có lỗi chủ tịch nói sẽ cho cậu thêm chút thời gian nữa nói như vậy chắc hơi quá nhưng tôi mong cậu nếu được thì đừng kéo dài thời gian thêm nữa được rồi em sẽ suy nghĩ lại thật thật sao em cũng đang nghĩ tới rồi hàng ở đây cũng đang giảm dần em cũng lo lắng nữa Em sẽ xem xét. Anh phải giúp đỡ em nhiều đó nha. Đương nhiên vậy rồi, anh nói rồi đó. Em sẽ nhớ câu trả lời này. Đợi chút, sao cậu lại khiến tôi thấy bất an quá vậy? Hả? Bất an gì chứ? Anh về đi. Em quay lại làm việc đi. ai trời đất ơi, đúng là con gái của mẹ mà. Ha. Ê, trời ơi, quá tuyệt vời luôn. Cũng đúng thôi, con trở thành diễn viên thì con phải tài giỏi chứ, không phải lo. <laughs> mẹ trật tự một chút đi. Nè, con không cần bận tâm người ta nói gì đâu, sẽ không kéo dài được ba ngày. Con trai của con diễn xuất rất là giỏi, xeo xuất chim sẽ bằng mọi cách để bảo vệ cho con. Còn mẹ phía sau hỗ trợ con nữa cho nên không phải sợ gì hết, con không cần phải lo gì đâu. Con không thích đứa con đó, cũng không thích sơ Súc chin chăm sóc cho mình con còn ghét chuyện mẹ ở đây hơn nữa <laughs> thằng bé là người rất may mắn đó nè qua chuyện này mới thấy xúc chin cũng là đứa chung tình mẹ không hiểu sao từ đó tới giờ nó chỉ biết tới mình con thôi ơi trên đời này cũng đâu có mấy ai được sinh ra đã có thể nhận được tình yêu như vậy <laughs> con đúng là may mắn mẹ không có duyên với đàn ông nên mẹ cũng rất sợ con sẽ giống mẹ đó <laughs> con mà phát điên lên cũng đều tại mẹ hết đó con mà điên lên thì cả nhà mình coi như là hết lạnh quá à. Ui, yuri ạ à. yuri chào con dạ con chào chú chú rất cảm ơn con về lần trước nhờ có con mà chú được tha đó vậy thì tốt quá rồi chú thích cái nào nhất đây là cái gì vậy chữ ký của mẹ con cô giáo đã yêu cầu chữ ký của phụ huynh cho bài tập trong kỳ nghỉ nếu con cần chữ ký của mẹ chú có thấy cái nào là đẹp nhất không yuri à không phải việc này mẹ con nên trực tiếp làm hay sao cô giáo nói về xin chữ ký của phụ huynh thì phải đưa bài tập cho mẹ con ký chứ thì đúng là như vậy nhưng mà mẹ lại quá bận rộn lúc mẹ xong việc về nhà thì con đi ngủ rồi có nhiều khi con còn không thấy mặt của mẹ vào buổi sáng vậy cho nên con định thử ký tên của mẹ đó con nói thì sao? Chúng ta phải nhanh chóng kiếm thiệt nhiều tiền để mua nhà và sẽ dọn ra khỏi nhà bà ngoại. Chú ơi, chú nhớ giữ bí mật chuyện này. Con ấy thì không sợ bị mẹ la gì chuyện này đâu, nhưng mà mẹ sẽ rất buồn. Oh, cái này đẹp nhất đúng không? Con dùng cái này được không chú? không? Uh. <laughs> Chắc là do nhân viên của chúng tôi đã làm sai rồi ờ, Tôi thành thật xin lỗi ờ, Gấp hai lần thì hơi khó Nhưng mà tôi sẽ cố gắng trả nhiều nhất có thể Dạ ờ, Sao anh có thể kêu chúng tôi đóng cửa tiệm được chứ Nè 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 Giám đốc à ờ, Giám đốc à, Trời ơi Chà, Sao con người ta có thể hành xử như vậy được chứ ây, ây, Thiệt tình Nói vậy mà nghe được sao Trời ơi cái lưng của tôi à. Nè anh à Sao anh lại đánh người ta được chứ Không, không, không đâu Tuyệt đối không phải như vậy Không phải, tôi thật ra muốn nói chuyện một cách thân thiện thôi Nhưng mà anh ta cứ coi tôi như tên bám đuôi Nên tôi có đẩy nhẹ lại một cái Rồi anh ta cũng đẩy lại tôi Nhưng tự nhiên anh ta lại ngã ngửa ra Rồi kêu là đau lưng quá rồi ôm cổ Vừa than trời Nhưng mà anh ta vẫn có thể tự, tự đi bệnh viện được Mà ở trò cái lưng của tôi Anh mau tới bệnh viện khám đi Chuyện còn lại để tôi giải quyết được rồi Không Không sao đâu, cô cứ về nhà trước đi Ôi trời cái lưng làm ơn đi cứ lưng của tôi đau quá lâu đài cổ Chị kim ra cung gia dun chu chuẩn bị xong chưa con làm được mà hả ơ mẹ ơi <laughs> mẹ bị bệnh hả giờ mẹ đã khỏe hơn chưa à. cô không sao con rất lo cho mẹ ba ơi ờ à. Hayun à, ngày hôm nay mẹ rất mệt đó, cho nên là con phải làm tốt nha. Dạ. Đi thôi. Chị Hai sẽ không sao chứ mẹ. Đương nhiên là không sao rồi. <laughs> dạ con chào à. cô. Hayun thật sự rất giỏi đó, cô nuôi thằng bé tốt ghê. <laughs> dạ con cảm ơn cô. Tôi mới phải cảm ơn chứ. À, à, à nếu diễn viên nhí mà không tốt thì sẽ dứt giả lắm. Cảm ơn cô vì nuôi thằng bé rất tốt. Cô vẫn khỏe chứ? À, dạ. Con cũng rất lo khi nghe nói việc ghi hình phải quản lại. À, nó chỉ hơi sốt thôi. Mùa đông năm nào con bé cũng vậy hết. Dạ. À, con nghe nói trà ấm rất tốt cho cơ thể của người bệnh. Để con làm một chút rồi sẽ đem tới cho cô ấy. Ôi trời, vậy thì tốt quá. <cười> <cười> chuyện đã ổn thỏa rồi nghe nói là ngày mai chị cha cung sẽ quay phim lại à, mình không thể để yên như vậy được kim cha cung tỉnh táo lại đi đây chỉ là diễn thôi mọi người giữ trật tự đã chuẩn bị xong rồi diễn con trai của mẹ hôm nay của con có vui không vậy dạ rất vui thôi mẹ vậy mình đi tắm nha Hà Duyên à, đó là gì vậy con? Dạ, giết sẹo do phẫu thuật ừ. à, Thưa đạo diễn, ừ. à, hồi nhỏ Hà Duyên đã phải làm phẫu thuật tim À, dạ dạ Mau gọi đồ trang điểm che cái sẹo lại đi Xin lỗi cô nha, cô cha cung Cô nghỉ một chút đi rồi mình quay tiếp à, Dạ, tôi không sao đâu Có đau lắm không vậy con? Mẹ nói hồi đó con đau lắm Vậy nên mọi người ai cũng nói là con sẽ chết. Nhưng mà mẹ con ngày nào cũng phải cầu nguyện, nhưng mà bây giờ thì không còn đau nữa rồi. cha cung à ơi, à, phải tận mắt thấy thật không dễ dàng. Con nhìn mẹ gì chứ? Khi đó tại mẹ bận lo cho con nên không còn biết chuyện gì nữa, làm qua loa rồi gửi đi. Ai mà ngờ sẽ xảy ra chuyện này? ôi trời cô tới tận đây có chuyện gì vậy thằng bé đang ở đâu rồi không biết Giờ nữa. đã cô nói chuyện với tôi một chút đi chuyện gì chuyện gì chứ cô muốn cái gì nói nhanh lên ê trời cô cứ thoải mái đi tôi không nói nhiều đâu do tôi sợ cô cản trở việc quay phim của cha cung nên mới đưa cô tới đây thiệt tình nhưng mà nè ha vun đó vết sẹo trên ngực thằng bé sao lại bị như vậy làm sao cô biết được chuyện đó? Cô cởi áo của nó ra coi sao? <laughs> Tất cả mọi người ở chỗ quay hình đều nhìn thấy hết. Nhưng mà rốt cuộc thì đã có chuyện gì? À, dù sao thằng bé cũng đã được nuôi dạy rất tốt, thằng bé rất thông minh. <laughs> cảm ơn cô. <laughs> cô cảm ơn chuyện đó là có ý gì? Cháu của tôi thì đương nhiên tôi phải nuôi rồi, cũng đúng ha. Tôi rất biết ơn vì đứa bé như vậy vào dai con của cha cung việc quay phim sẽ rất vất vả nếu diễn viên dí không diễn giỏi ơi ừ, nhưng mà nó còn không phải cháu ruột của cô mà lúc nào cũng cháu tôi hình như cô tốt bụng hơn tôi vẫn nghĩ đó cái gì chứ nghe nói đó là đứa con mà con dâu của cô dẫn về ừ, cô tốt thật đó chứ <laughs> nè đừng như vậy mà cũng nên khoe khoang về cháu mình đi chứ tôi còn mời cô trà nữa mà mấy người bạn tôi có đứa cháu đầu tiên ngày nào cũng khoe hết mà nè cô thật sự yêu quý thằng bé dù nó không phải cháu ruột của cô sao Ê trời làm sao đây nếu cô bị mất con trai rồi bị cướp luôn cháu trai thì cô sẽ đau khổ chết mất đáng lẽ cô nên đối xử tốt với tôi mới phải Ở hà, Súc Chi Đà, tôi đang đi uống cà phê gần đây, cậu có muốn uống không? Tôi mua về. Không có chuyện gì chứ, mọi chuyện vẫn tốt chứ con. Dạ, nhưng mà có chuyện gì mà bà lại tới đây vậy? Chỉ là vì bà nhớ Ha Jun của bà quá thôi. Mẹ của con đi đâu rồi? Mẹ con đi mua cơm hộp rồi, vì hôm nay con phải quay muộn. Mẹ à? Con đi đâu vậy chứ? mẹ kêu con phải luôn ở bên cạnh hai Jun rồi mà bộ con là miếng cao su hay sao mà không có gì mẹ tới đèn chi bây giờ mẹ đi đây đừng để quay muộn quá đó không được để cho nó bị mệt <laughs> mẹ đừng có lo tụi con không giữ thằng bé lâu đâu nó sẽ được về trước 10 giờ được rồi mẹ biết rồi mẹ đi nha cô ơi đọc giùm con chỗ này đây được rồi cô nhân bắt bốc e à. tất cả chuyện này đều là vì con đó quay xong hết rồi con lại đi đổi người mẫu thì làm sao mà không có tin đồn nếu như không phải bây giờ thì sau này chắc chắn cô ta sẽ gây ra chuyện đó ba à <laughs> Con nghĩ con làm vậy rất là đúng Lý số so chung mà Bà cứ chờ coi đi Rồi cô ta sẽ tự quỷ quài bản thân mình vì chính những tin đồn đó Nè Sao em lại nói mấy lời đó chứ Cô Kim Chà cung đã làm gì có lỗi với em hay sao Em thấy vậy thôi Cô ta là một người vô cùng nguy hiểm Con về sớm vậy Cũng lâu rồi cả nhà mình mới ăn tối cùng nhà Con sẽ quay về công ty làm anh ơi ba cứ giao việc cho con đi con hứa sẽ làm tốt được rồi cảm ơn con con cảm ơn ba vì đã cho con thời gian <laughs> trời đất ơi con bị điên rồi hay sao trong thời gian ghi hình mà con làm cái gì vậy cơm thì không ăn mà ngồi uống bia như vậy con định gây chuyện nữa hay sao chỉ còn vài cảnh nữa thôi mà mẹ mẹ đừng lo con không mắc lỗi đâu nếu như không uống bia chắc là con phát điên lên mất <laughs> con sắp điên lên luôn rồi nè vậy thì điên luôn đi còn có nói gì cũng không được uống mẹ nói không được là không được <cười> <cười> cô ơi chủ quán ơi con tới rồi nè tới rồi nè ủa cô ơi sao mặt cô thành ra như vậy hả sao vậy sao vậy cô có chuyện gì con à cô đang đau lòng muốn chết đây nè có, có chuyện gì vậy cô dạ chị Luật sư Sao vậy Ừ Em biết rồi Ừ Sao lại có chuyện này xảy ra được chứ Trời đất ơi ờ, Nhưng mà bây giờ không bán cơm mông sinh còn không thể ăn tối được Anh Đê Sang thì phải đi viện rồi à. Hai duân biết lấy cái gì mà ăn bây giờ đây ờ, Hay là vậy Để con đi làm vài món nha vẫn còn nguyên liệu mà cô ừ con làm đi ờ cô cũng định làm rồi nhưng mà cô không thể làm được việc gì hết con hiểu mà chắc cô mệt mỏi lắm cô cứ đi nghỉ đi để con làm cho cô cố lên cô vào trong nghỉ chút đi <laughs> vừa mới về nhà mà mẹ lại định đi đâu nữa vậy con nói nhiều quá đó mẹ đã nói là lái xe cho mẹ đi mà mẹ à, lên thiệt tình á cô ơi à. chị à Gần quá à, cô nhớ mông xuân tới bệnh viện thăm chú đề San rồi hình như hình như là lưng chú ấy bị thương rồi á Ờ, uh, mà có chuyện gì xảy ra vậy? <laughs> chị vẫn sống tốt chứ? Đương nhiên tốt, tôi vẫn rất tốt Thời gian qua cậu khỏe chứ? Uh, bệnh viện, bệnh viện chú ấy nằm ở ngay đây thôi <laughs> Chắc do thấy bất công quá, cho nên mới nhờ tìm luật sư Tôi đã rất nhớ chị Chúng ta lại gặp nhau rồi cũng đúng ha Tôi phải đi trước đây gần quân <laughs> Sao vậy Lâu rồi mới gặp lại nhau Gặp thêm một chút có được không 모든 건 시간이 지나 추억으로 남아 지난 모든 것들처럼. <laughs> 뛰어. 사랑이라 말하던 우리 그 모든 순간들, 그 이제, 지 아. 어제, 지 발성 저 틈틈, 나만, 데 시간이 흐르면 추억이 될까? <믿> 지 <미소지으면> 그랬었지. <믿> 할수 있는. hi